tông môn của ta trăm triệu điểm cường nhung bút giang sơn thần tiên tông tông chủ nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com tiên lan đại lục diệu nhật đế quốc tinh diệu sơn mạch làm diệu nhật đế quốc trung tối một đầu lớn dãy núi tinh diệu sơn mạch trung có đủ loại yêu thú cũng có vô số làm người ta thùy liên không dứt linh dược hấp dẫn vô số tu luyện già tới đây tầm bảo trong tin đồn bên trong còn có vô số thần bí di tích thượng cổ Người trẻ tuổi, ta xem ngươi xương cốt ngạc nhiên, là trong một vạn không có một tu luyện thiên tài, có thể nguyện gia nhập ta Thần Tiên Tông, có ta Thần Tiên Tông bồi dưỡng. Tương lai ngươi chi thành tựu tất nhiên phi phàm. Tình Diệu Sơn mạch một nơi trong Sơn Cốc Vương Phong cười híp mắt đối lên trước mắt mập mạp nói, đem dung mạo nổi bật bất phàm, ngũ quan như đau gọt như vậy tinh xảo, nếu có nữ tử thấy hắn, nhất định sẽ nghẹn ngào sợ hãi kêu. Người có phải hay không là muốn gạt ta tiền tài, mập mạp cũng chính là Lý Khánh tóm chặt trong tay bọc lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Vương Phong, phòng bị nói. Người trẻ tuổi, người chưa có làm nhục bổn tông chủ, bổn tông thân là đường đường nhất tông chi chủ, khởi đi quan tâm ngươi chút tiền này tài sản. Làm nghe được câu này lúc Lý Khánh vẻ đề phòng giảm xuống, trong đầu nghĩ cũng vậy, nhân gia nhất tông chi chủ, cần gì phải lừa hắn chút tiền này tài sản. Bất quá không sao, nhập tông phí nhất định là không thể thiếu, chỉ là còn không có được Lý Khánh suy nghĩ có muốn hay không ra nhập lúc bên tai vang lên lần nữa một giọng nói. Người còn nói ngươi không phải muốn gạt ta tiền tài, Lý Khánh nhất thời chừng con mắt lớn, hung tợn nhìn vương phong, rất nhiều vương phong dám động hắn tiền tài, liền cùng với liều mạng tư thế ta hỏi ngươi ngươi đi tới nơi này tinh diệu sơn mạch có phải hay không là muốn tìm một cái tông môn gia nhập vương phong không chút nào để ý tới lý khánh cảnh giác mà là tiếp tục lên tiếng nói đúng vậy mẹ ta nói tu luyện mới có tương lai mới có thể tìm được lão bạc có thể không phải mà chỉ cần tu vi cường đại còn sợ không có vợ à cho nên a à, bổn tông bây giờ đứng ở trước mặt ngươi hay lại là nhất tông chi chủ tự mình mời chào ngươi ngươi còn do dự cái gì Tiền là vật ngoại thân, có lão bà trọng yếu à? Có tu luyện trở nên mạnh mẽ trọng yếu à? Vương Phong vỗ tay một cái, hận sắt không thành được thép nói. Tư thế kiệt tự thật giống không gia nhập tông môn khác, sẽ có thiên đại tổn thất. Cái kia, người có thể trước giới thiệu một chút ngươi tông môn à? Lý Khánh yếu ớt nói dưới tình huống bình thường, có thể có tông môn chịu thu hắn, Lý Khánh sẽ cười miệng tâu tuét rồi, dù sao hắn chỉ là nhất giới phàm nhân, có thể người này trước mặt kỳ rất lạ. Đường đường nhất tông chi chủ, tự mình mời chào hắn cái này phàm nhân, loại tình huống này, ở ý tưởng của Lý Khánh Trung, chỉ có trong mộng mới có. Bổn tông khai sáng tông môn, tên là thần tiên tông, danh như ý nghĩa, chỉ cần gia nhập ta thần tiên tông, bổn tông một con rồng phục vụ, bao ngươi thành thần. Nghe được Lý Khánh lời nói, Vương Phong nhất thời hăng hái, vẻ mặt cười híp mắt nói: "Thật, Lý Khánh vẻ mặt hoài nghi nhìn Vương Phong, mặc dù hắn là nhất giới phàm nhân, nhưng cũng biết tu luyện không dễ, nào có người này nói đơn giản như vậy. Thiên chân vạn sắc, nếu không cách nào thành thần, bổn tông đem thu ngươi tiền tài toàn bộ gấp bội trả lại cho ngươi, cũng cho ngươi thoát khỏi tông môn, khác tìm một cái gia nhập như thế nào?" vương phong vỗ một cái lồng ngực vẻ mặt chân thiết nói kia được rồi nghe được vương phong lời nói lý khánh suy nghĩ mình tại sao đến cũng không thua thiệt vậy thì gia nhập này thần tiên tông thử một chút keng chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy một tên đệ tử kích hoạt tông môn mạnh nhất hệ thống đạt được một lần triệu hoán cơ hội một lần cơ hội bốc thăm ở lý khánh dứt tiếng nói sau vương phong trong đầu liền vang lên một đạo vắng lặng tri âm mà cái này vắng lặng tri âm để cho vương phong trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống mà đản cái này cầu thả hệ thống đưa hắn mang tới cái thế giới này không cho hắn cái vô địch tu vi thì coi như xong đi trả lại cho hắn thời gian ba ngày để cho hắn nhận lấy một tên đệ tử mới có thể kích hoạt hệ thống nếu không liền sẽ trực tiếp đem xóa bỏ muốn không phải này cái mập mạp tốt lắc lư, hắn khởi không phải xong rồi. Suy nghĩ một chút vương phong còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, này cầu thả hệ thống, động một chút là xóa bỏ, một chút cũng không có kim thủ chỉ nên có tư chất. Tông chủ, cho, đây là ta toàn thân gia sản, Lý Khánh cầm trong tay bưng bít quá chặt chẽ bọc lại đưa cho vương phong, không thôi nói được yên tâm bổn tông nhất định khiến ngươi trở thành thế gian tối lóng lánh thiên tài vương phong cười híp mắt nhận lấy lý khánh bọc lại ôn hòa nói cái kia tông chủ chúng ta tông môn chỗ ở ở đâu lý khánh vẻ mặt hy vọng hỏi dò tu luyện tông môn a lý khánh cũng không nghĩ tới mình có thể khinh địch như vậy bái nhập tu luyện tông môn ở tiên lan đại lục mặc dù tu luyện giả đông đảo nhưng so sánh với phàm nhân vẫn là rất thưa thớt mỗi một cái phàm nhân cũng khát vọng trở thành tu luyện giả nhưng tu luyện giả như thế nào dễ dàng như vậy có thể thành bằng không hắn cũng không phải may mắn hạnh khổ khổ khiêng toàn thân mình ra sản chạy đến này tinh diệu sơn mạch bên trong cầu đạo rồi với bổn tông đến đây đi, vương phong khoát tay một cái, lên tiếng nói, thân hình chuyển một cái, bay thẳng đến bên trong sơn cốc đi tới, thấy vậy, Lý Khánh vội vàng đuổi theo. Trưởng môn, đây chính là chúng ta tông môn địa chỉ. Lý Khánh vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt nhà lá, kinh hô, hắn thậm chí có loại bị vương phong lừa cảm giác, không, hắn lại là bị gạt. Nghe được Lý Khánh kêu lên, khóe miệng của Vương Phong kéo một cái, ma đản, một ngày trước hắn mới vừa xuyên việt đến cái thế giới này, liền bị hệ thống buộc hoàn thành thu học trò nhiệm vụ. Nhưng không có tông môn chỗ ở, lại không thể thu học trò, hắn chỉ có thể vội vàng cái một cái nhà lá tới làm chính mình tông môn chỗ ở trong một ngày này hắn cũng không phải là không có gặp phải còn lại tới tinh diệu sơn mạch bên trong tầm đạo phàm nhân nhưng đại đa số người vừa nhìn thấy cái này chỗ ở liền đem cho hắn tiền tài sản cướp đi nghiêng đầu chạy lý khánh là duy nhất một thấy này nhà lá sau không có lập tức chạy nhân đại ẩn ẩn với lâm mập mạp hết thảy chớ nên nhìn đồng hồ mặt vương phong đứng chắp tay vẻ mặt cao thâm mặt chắc nói chỉ cần bổn tông có thể dạy ngươi tu luyện liền đủ rồi, tại sao để ý chỗ ở, cũng vậy, ta tin tưởng tông chủ. Nghe được Vương Phong lời nói, Lý Khánh gật đầu một cái, vẻ mặt ngu ngơ nói. Mà đản mập mạp cũng tốt như vậy lắc lư à, và URL bằng Windows. Location, rap Windows, Puppy giới tác bằng Windows, Puppy giới tác, Windows, Puppy giới tác, Puss, Zonet, 7254, X. BGSSP7254U UAL, thấy Lý Khánh lại tin Vương Phong cũng có chút khó tin, chính hắn đều vẫn là một cái phàm nhân, liền sao tu luyện cũng không biết làm sao dậy. Người đi tới nơi này Tinh Diệu Sơn mạch cũng rất là khác nhau, đi nghỉ trước đi, Vương Phong thật sự không đành lòng đang lừa dối Lý Khánh, khoát tay áo nói. Đúng tông chủ Hệ thống, điều tra bổn tông bảng skill, nhìn Lý Khánh bóng lưng, Vương Phong nói thầm. "Ken, ký chủ bảng skill như sau. Ký chủ, Vương Phong tu vi, vô thể chất, vô huyết mạch, vô khai sáng tông môn, thần tiên tông tông môn đệ tử, Lý Khánh." Nhìn mình bảng skill, Vương Phong nhất thời cảm giác mình thật giống như cái ba không sản phẩm, cái gì cũng không có, hắn thế nào xưng tôn làm tổ. Ken, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ. Thu tròn 10 người đệ tử, khen thưởng 5 lần triệu hoán cơ hội, 5 lần cơ hội bốc thăm. Nghe được trong đầu vang lên vắng lặng chi âm, khóe miệng của Vương Phong có chút kéo một cái, ma đàn, thu một cái đệ tử cũng lắc lư thật lâu, 10 người đệ tử, hắn được nhận được năm nào tháng nào đúng rồi hệ thống triệu hoán cơ hội với cơ hội bốc thăm làm gì nghĩ đến chính mình nhận lấy một tên đệ tử khen thưởng vương phong liền vội vàng hỏi dò trước mặc dù hệ thống xuất hiện nhưng cũng chưa nói cho hắn biết có tác dụng gì chỉ là để cho hắn đi khai sáng một cái tông môn còn phải nhận lấy một tên đệ tử mới có thể kích hoạt hệ thống Triệu Hoán Cơ Hội có thể cho gọi ra Chư Thiên Cường Giả, trở thành ký chủ sáng chế xây tông môn nhân, trợ giúp ký chủ giáo thụ đệ tử. Cơ hội bốc thăm có thể nhường cho ký chủ rút số, thật sự rút số phẩm có ký chủ triệu hoán đi ra cường giả thể chất huyết mạch tu vi vân vân, một khi rút được có thể cho tông môn đệ tử sử dụng ký chủ cũng có thể tự sử dụng, mạnh như vậy à, vương phong trừng lớn con mắt, mặt đầy hưng phấn nói, toàn bộ thân hình cũng nhân hưng phấn run không ngừng đến. Mà đản, nếu như triệu hoán đi ra cường giả đủ mạnh, rút số rút được đem huyết mạch thể chất, trở lại bồi dưỡng đệ tử hoặc cho chính hắn sử dụng, kia không phải tha đến nổ mạnh hệ thống vội vàng cho bản ký chủ triệu hoán tốt nhất cho gọi ra một cái cường giả vô địch đi ra vương phong không kịp chờ đợi nói cả người sống lưng cũng thẳng táp mà đản trời mới biết hắn vừa mới hạ xuống này tinh diệu sơn mạch bên trong có bao nhiêu sợ mất mật nếu không phải nơi đây chính là tinh diệu sơn mạch vòng ngoài không có nhiều yêu thú như vậy hắn sợ là đã nguội lấy hắn này phàm nhân chi khu, bị này tinh diệu sơn mạch trung yêu thú, cho dù là yếu nhất yêu thú gặp phải, hắn sợ là đều chỉ có thể trở thành nhân ra khẩu phần lương thực. Hơn nữa, thật vất vả nhận được một cái đệ tử, lại nghiêu bức đều chém gió đi ra ngoài, không vội vàng triệu hoán cái cường giả đi ra xanh xanh tràng diện. Đồng thời bảo vệ mạng nhỏ, sao được? Ken, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, có hay không kiểm tra đem bảng skill, tra xét một chút. Vương Phong vội vàng nói, trong con ngươi lóe lên quá vẻ chờ mong, Diệp Cô Thành đại danh hắn sao sao có thể không biết. Hắn đều không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, có thể đủ cho gọi ra Diệp Cô Thành như vậy kiếm đạo đại lão. Bất quá, Vương Phong cũng không biết Diệp Cô Thành thực lực, ở trong cái thế giới này, có thể sánh bằng trình độ gì tu luyện giả. Keng, Diệp Cô Thành bảng skill như sau. Tên họ, Diệp Cô Thành Tu Vi. Vương Hầu Cảnh Đình Phong Huyền Kỹ. Thiên Ngoại Phi Tiên, Thiên Phẩm Đình Phong, Huyền Binh. Phi Hồng, Thiên Phẩm Đình Phong, kiểu như châu bò. Không hổ là Diệp Cô Thành. Thấy Diệp Cô Thành bảng skill, Vương Phong tâm tình phấn chấn, mặc dù hắn không biết Vương Hầu Cảnh kết quả đạt đến tới trình độ nào, nhưng ít nhất so với hắn cái này phàm nhân được. Hơn nữa nghe một chút này Vương Hầu Cảnh, cũng biết không giống vật thường. "Hệ thống, Diệp Cô Thành đây, quét một vòng bốn phía." Vương Phong vội vàng nói. Diệp Cô Thành lập tức đến, nhắc nhở ký chủ Ký chủ Triệu Hoán đi ra cường giả, cùng ký chủ có quan hệ nhân quả, dưới bình thường tình huống sẽ không phản bội ký chủ phản bội tông môn. Nhưng ký chủ nếu là cường hành yếu thế yêu cầu đem làm vi phạm tự thân nguyên tắc sự tình, vậy hay là có rất lớn có thể sẽ phản bội, ngắm ký chủ chú ý. Mỗi một vị Triệu Hoán đi ra cường giả đều là sống sờ sờ nhân, xin ký chủ đối xử tử tế, người này không phải nói nhà mà thân vì muốn tốt cho tam thanh niên, ta từ không bắt buộc với nhân, hơn nữa, người chắc chắn ta đây thân thể nhỏ bé, có thể cưỡng bách Diệp Cô Thành làm hắn không muốn làm việc. Nghe được hệ thống lời nói, vương phong đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt không nói gì nói, hắn còn không có ngu xuẩn tới mức này. Chuyển lời cho người khác. Sách mới phát hành, yêu cầu ủng hộ. Tông môn có đệ tử tấu hạ ý không hạn quấy, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nét ra ngoài. Tông môn của ta trăm triệu điểm cường nhung bút giang sơn tiểu thế giới tông môn chỗ ở, nghe chọn bộ tại mê audio com Ông, trong sơn cốc đang đợi Diệp Cô Thành hạ xuống vương phong, đột nhiên cảm nhận được không gian một trận chấn động, bị dọa sợ đến hắn liền vội vàng núp ở phía sau cây. Liếc trộm hư không chấn động phương hướng ở vương phong rung động dưới ánh mắt, một đạo thân ảnh từ trong hư không bước ra, bạch y như tuyết, tóc dài phất phới, dù là cách 10 mét khoảng cách. Vương phong cũng có thể cảm nhận được một cổ cao ngạo khí tức cùng với lang nhân kiếm ý đập vào mặt. Đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm thành, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Nhìn đạo kia chậm rãi lạc bóng người, vương phong không khỏi nghĩ tới một câu nói này. Thiên ngoại phi tiên chỉ đó là Diệp Cô Thành, không chỉ có chỉ người như thiên ngoại phi tiên, càng bởi vì Diệp Cô Thành tuyệt chiêu thiên ngoại phi tiên, đây là Diệp Cô Thành sáng chế. Như trời xanh mây trắng, không tì vết vô cấu, chiêu này cứ cao mà đánh, một kiếm hạ kích thế huy hoàng cấp tốc, huyền diệu vô cùng. Diệp Cô Thành, bái kiến tông chủ đạo kia bạch y như tiết bóng người vừa rơi xuống đất liền nhìn về phía vương phong chỗ phương hướng hướng về phía vương phong có chút thi lễ nhẹ giọng nói không cần đa lễ thần tiên tông có thể có cô thành gia nhập ắt sẽ thẳng tới mây xanh vương phong liền vội vàng từ phía sau cây đi ra hướng về phía diệp cô thành nói trên mặt lóe lên một vệt nụ cười thỏa mãn Diệp Cô Thành yên lặng mà đứng, cũng không vì là Vương Phong lời nói mà hưng phấn, đem chi cao ngạo, vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Thấy vậy, Vương Phong cũng không nghĩ nhiều, hắn biết, Diệp Cô Thành đã là như vậy chi cao ngạo, ở tại thế giới bây giờ chung, toàn bộ thiên hạ, có thể bị Diệp Cô Thành công nhận. Cũng chỉ có Tây Môn suy tiết một người mà thôi. Hệ thống, không phải còn có một lần cơ hội bốc thăm à, cũng cho ta rút. Rồi sau đó, Vương Phong nói thầm, triệu hoán cơ hội làm cho hắn vô cùng hài lòng, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cơ hội bốc thăm, có phải hay không là cũng có thể để cho hắn hài lòng. Thấy Vương Phong lâm vào trầm tư, Diệp Cô Thành chậm rãi đi tới Vương Phong sau lưng, yên lặng ôm kiếm đứng, thật giống như hộ vệ. Keng, chúc mừng ký chủ rút được Diệp Cô Thành 10% tu vi, mời ký chủ lựa chọn tự sử dụng hoặc là cho đệ tử trong tông sử dụng trong đầu vang lên vắng lặng chi âm, để cho Vương Phong kích động không thôi, cả người cũng có chút run rẩy trời có mắt rồi, hắn rốt cuộc có thể trở thành người tu luyện. Hắn đã tự động đem hệ thống phía sau câu nói kia cho loại bỏ, ma đàn, hắn người tông chủ này cũng là phàm nhân, không cho mình tăng cao tu vi, cho đệ tử dám dùng. Hệ thống, Diệp Cô Thành 10% tu vi, có thể cho ta tăng lên tới cảnh giới gì, Vương Phong âm thầm hỏi dò có thể đem ký chủ tăng lên tới nhập tướng cảnh sơ ký trong đầu vang lên vắng lặng tri âm để cho vương phong sinh lòng nghi ngờ thẳng đến trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm cái thế giới này cụ thể cảnh giới tu luyện hắn lần nữa hỏi dò hệ thống cái thế giới này cảnh giới tu luyện cụ thể thế nào phân chia tiên lan đại lục lấy tu luyện huyền khí cường hóa tự thân chia làm trúc cơ, huyền mạch, thông linh, huyền tướng, nhập tướng, vương hầu, huyền hoàng các loại, mỗi một cảnh giới còn phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái cảnh giới nhỏ. Thì ra là như vậy. Vương Phong gật đầu một cái, sau đó lại hưng phấn không thôi, có Diệp Cô Thành này 10% tu vi, hắn từ nhất giới phàm nhân trực tiếp tăng lên tới nhập tướng cảnh, thật đúng là cường A. Hệ thống, lấy ra tu vi làm vương phong dứt tiếng nói sau, một cổ sức mạnh cường hãn đột nhiên ở vương phong trong cơ thể hiện lên, cổ lực lượng này, không ngừng rèn luyện vương phong thân thể, cải tạo vương phong kinh mạch. Đem vương phong thân thể rèn luyện thành một cái nhập tướng cảnh cường giả chính thức có được thân thể. Ông! đã lâu cổ lực lượng này mới chậm rãi dừng lại mà vương phong cũng từ nhất giới phàm nhân nhảy một cái trở thành nhập tướng cảnh cao thủ hàng đầu giờ phút này vương phong cả người thần thanh khí sảng đặc biệt là cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cường đại trên mặt hắn càng là lộ ra nụ cười thỏa mãn cho đến giờ phút này hắn mới cảm nhận được tu luyện ra cường đại hắn rốt cuộc không còn là phế nhân Trời mới biết giờ phút này Vương Phong tâm tình có bao nhiêu kích động. Ken, hệ thống cung cấp ẩn giấu tu vi chức năng, ký chủ có hay không yêu cầu che giấu mình tu vi ẩn núp. Vương Phong không chút do dự gật đầu một cái. Mặc dù hắn nhảy một cái trở thành nhập tướng cảnh, bên người còn có Diệp Cô Thành bực này Vương hầu cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng Vương Phong cũng biết cái thế giới này nước rất sâu. Người mạnh còn có người mạnh hơn, giả heo ăn thịt hổ mới là chân lý tông tông chủ chuyện này vị này là đang lúc này một đạo run dày âm thanh vang lên khiến cho vương phong tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy lý khánh chính nhất mặt sợ hãi nhìn diệp cô thành giờ phút này ở lý khánh trong cảm giác diệp cô thành tự thật giống một thanh tản ra ác liệt kiếm khí thần kiếm một dạng chỉ một cái liếc mắt liền để cho hắn toàn bộ tâm thần đều run dày đây là ta thần tiên tông trưởng lão diệp cô thành vương phong lạnh nhạt nói hắn tự nhiên biết lý khánh đang sợ cái gì mặc dù giờ phút này diệp cô thành cả người trên dưới không có tản mát ra một tia khí tức nhưng như thế nào lý khánh này phàm nhân có thể nhìn thẳng đệ tử lý khánh bái kiến diệp trưởng lão nghe vậy lý khánh không dám thờ ơ liền vội vàng hướng về phía diệp cô thành cung cung kính kính thi lễ một cái so sánh với vương phong diệp cô thành cho hắn cảm giác mới xem như một cái chân chính tu luyện giả. Đối mặt Lý Khánh hành lễ, Diệp Cô Thành lãnh ngạo gật đầu một cái. Thấy vậy, Lý Khánh cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn ngật đứng ở một bên, trước đây hắn trở lại nhà lá nghỉ xả hơi, càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực, coi như ở kém tu luyện giả tông môn. Cũng không khả năng chỉ lấy một cái nhà lá làm chỗ ở chứ. Và URL bằng Windows, Location, rap Windows. Puppy giờ tác bằng window. Puppy giới tác window. Puppy giới tác. Puss 7254X. BGSSP 7254U. URL. Vì vậy, Lý Khánh càng nghĩ càng thấy được bản thân là bị Vương Phong lừa, nghĩ ra được cùng Vương Phong lý luận một phen, lại không được muốn thấy được rồi Diệp Cô Thành bực này đại lão. Nhất thời đem hết thảy hoài nghi tâm tư đều ép xuống. Tông chủ, có người đến." Đang lúc này, Diệp Cô Thành đôi mắt lóe lên quá vẻ ác liệt vẻ, hướng Vương Phong nói. "Không sao, nhìn kỹ hắn nói." Vương Phong đôi mắt híp lại, khoát tay áo nói, ở Diệp Cô Thành dứt tiếng nói sau, hắn cũng phát giác, dù sao, giờ phút này hắn cũng là nhập tướng cảnh cao thủ. Hơn nữa hắn còn nhận ra được người vừa tới tu vi không cao, nhất thời liền bình chân như vậy rồi hắn có thể sẽ không quên hệ thống muốn hắn thu nhận 10 vị đệ tử A, trước mắt hắn mới chỉ thu nhận đến một vị, dùng cái này khác tình huống mà nói, bất luận kẻ nào. Cũng có thể trở thành hắn chiêu thu nhập tông môn mục tiêu. Ở phía sau hai người Lý Khánh, đôi mắt lóe lên quá một vệt vẻ hâm mộ, trong lòng ám đạo vậy đại khái đó là tu luyện giả liếc mắt biết ngàn dặm thần thông đi không nghĩ tới bình thường không có gì lạ tông chủ lại như vậy cường đại gia nhập này thần tiên tông quả nhiên không thua thiệt hy vọng hy vọng a à, vương phong đám người không chờ bao lâu liền thấy một vị thân mặc đồ trắng quần lụa mỏng cả người nhuốm máu nữ tử chính lào đảo hướng của bọn hắn đi tới nhìn bộ dáng kia tựa hồ vừa mới trải qua một trận đại chiến hôm nay nếu có thể chạy thoát ta phi vũ, ắt sẽ bọn ngươi gian tặc diệt vong. Phi vũ một bên che vết thương, một bên âm thầm thề nói, kia một đôi mắt đẹp chung, lóe lên quá một vệt kinh người hận ý, khó có thể tưởng tượng bực này như tiên ban nữ tử. Lại sẽ bộc phát ra đậm đà như vậy hận ý, vị cô nương này, nhìn ngươi trước khi đi vội vã, chắc là gặp gặp cường địch, vào ta thần tiên tông, có thể bảo vệ an toàn lại vào lúc này một giọng nói truyền tới để cho đang ở đoạt mệnh trốn mất dép phi vũ nhất thời lăng chỉ chốc lát nàng tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy ba bóng người hướng nàng chậm rãi đi tới cầm đầu một vị kia tuấn mỹ phi phàm tuy không có chút nào khí tức hiện lên nhưng một thân khí chất lại làm người ta không dám khinh thường mà bên người một vị bạch y như tuyết ôm kiếm nam tử càng là cấp cho phi vũ một loại thật giống như đang đối mặt một thanh phong mang tất lộ thần kiếm một dạng để cho nàng trong lòng hung hăng run lên mặc dù nguy cơ tới gần nhưng chẳng biết tại sao thấy vương phong ba người trong lòng phi vũ không khỏi có một loại cùng ba người này chung một chỗ liền có thể thoát khỏi cảm giác nguy hiểm ngược lại cũng không nhất định có thể chạy thoát, không bằng Liều một phen, Phi Vũ cắn răng, dừng lại chạy trốn bước chân, hướng về phía Vương Phong đám người thi lễ một cái, lên tiếng nói: "Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là." Nghe được Phi Vũ lời nói, khóe miệng của Vương Phong móc một cái, hắn đều không nghĩ tới, này nữ tử thật không ngờ chuyên tâm chạy thoát thân, liền bọn họ cũng không thấy, vốn muốn liền như vậy. Lại không nghĩ rằng lại kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, vương phong mới vừa lên tiếng lưu lại phi vũ. Ken, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ, đêm này nữ tử thu nhập tông môn, có thể được quest thưởng. Tiểu thế giới tông môn chỗ ở, vương phong đứng chắp tay, một bộ cao nhân tư thái, lạnh nhạt nói. Bổn tông là thần tiên tông tông chủ, thần tiên tông. Nghe được vương phong lời nói phi vũ trong con ngươi lóe lên quá vẻ nghi hoặc nàng tuy không dám nói rõ ràng toàn bộ tiên lan đại lục tông môn nhưng ít ra ở nơi này diệu nhật đế quốc trung nàng vẫn biết nhưng nàng chưa từng nghe qua thần tiên tông bực này tông môn chẳng lẽ là bất nhập lưu tông môn phi vũ nghĩ thầm chỉ bất quá cái ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị phi vũ cho vứt đi bên cạnh vương phong vị kia ôm kiếm nam tử cho nàng cảm giác quá mức tươi đẹp nàng tuyệt đối không tin tưởng bực này tồn tại là một cái bất nhập lưu tông môn nhân không biết tông chủ mới vừa nói ra nhưng là thật phi vũ một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vương phong hỏi dò bị vương phong như vậy một trì hoãn phi vũ biết rõ mình nhất định không trốn thoát những người đó đuổi giết nàng chỉ có thể liều một phen hy vọng trước mặt nàng mấy người này thật có thể trợ giúp nàng ngăn cản những cường địch đó đuổi giết tự nhiên coi là thật vào ta thần tiên tông bổn tông bảo đảm ngươi không bị làm sao vương phong phủi liếc mắt phi vũ lạnh nhạt nói lấy giờ phút này hắn tu vi liếc mắt liền nhìn ra trước mặt này nữ tử tu vi lại đi đến thông linh cảnh đỉnh phong tầng thứ so sánh với lý khánh cái này phàm nhân đã tốt hơn rất nhiều coi như không có hệ thống phát hành nhiệm vụ, chỉ bằng vào điểm này, Vương Phong cũng sẽ lên tiếng đem này nữ tử chiêu nhập bên trong tông môn, xem này nữ tử tuổi tác, bất quá 18, 19. Cũng đã đi đến Thông Linh Cảnh đỉnh phong, này sợ là trong truyền thuyết thiên tài, được Vãn Bối Phi Vũ nguyện ý gia nhập Thần Tiên Tông, xin tông chủ có thể hộ Vãn Bối an toàn. Phi Vũ cắn răng, lúc này hướng về phía Vương Phong chắp tay, cung kính nói: nàng không biết vương phong kết quả có thể hay không ngăn cản những thứ kia đuổi giết nàng cường địch nhưng giờ phút này nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với vương phong bọn người trên thân. Keng, chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy phi vũ, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, khen thưởng tiểu thế giới tông môn chỗ ở. Tông môn của ta trăm triệu điểm cường nhung bút giang sơn trường lân hầu phủ tiểu hầu ra. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Hệ thống, tiểu thế giới tông môn chỗ ở là cái gì? Chẳng lẽ là đưa ta một cái tông môn chỗ ở? Vương Phong âm thầm hỏi dò. Đúng ký chủ, tiểu thế giới tông môn chỗ ở, nắm giữ một cái tông môn cần thiết hoàn chỉnh cung điện, ở vào hệ thống mở tiểu thế giới chung, này tiểu thế giới đã bị hệ thống treo ở Tiên Lan đại lục trên. Xin ký chủ lựa chọn tiểu thế giới cửa vào nơi. Trong đầu vang lên vắng lặng tri âm, để cho Vương Phong đôi mắt nổ bắn ra một luồng tinh mang, không hổ là hệ thống, thật đúng là sâu hắn tâm a, à, hắn đang giàu chính mình tông phái chỗ ở có chút mộc mạc. Hệ thống liền lập tức đưa tới cho hắn, "Ừ, liền đem vào tay thiết lập tại kia nhà lá bên trong đi." Vương Phong nhéo cảm suy tư một phen, sau đó nói: "Tông môn của ta trăm triệu điểm cường nhung bút giang sơn cuộc đời này, không hối hận vào thần tiên tông." nghe chọn bộ tại mê audio com còn không chờ lâm vân nhất kinh hãi hắn thậm chí còn hắn mấy vị thủ hạ liền cảm nhận đến một cổ áp lực khổng lồ từ đạo kia bạch y như tiết bóng người trên bọc phát ra hướng của bọn hắn trấn áp mà đứng như vực sâu biển lớn như vậy nặng nề khí tức ép cho bọn họ gần như không thở nổi chờ các loại trước tiền bối vãn bối vô tình mạo phạm còn xin thứ một lần Lâm Vân nhất là thật sự sợ rồi, này cổ đáng sợ áp lực, để cho hắn như muốn hít thở không thông, luôn luôn hoành hành vô kỵ hắn, chưa từng cảm thụ qua cường hãn như vậy áp lực. Hắn càng không có nghĩ tới, dĩ vãng chỉ cần nhắc lên cha hắn tên, liền có thể không chỗ nào bất lợi, nhưng ở trước mặt người này, cha hắn tên. Thật giống như mất hiệu lực một dạng căn bản không có chút nào tác dụng. Phi Vũ, người qua đây, Vương Phong lãnh đạm liếc mắt một cái Lâm Vân Nhất, không để ý đến, vẫy tay gọi Phi Vũ. Này Lâm Vân Nhất diệt ngươi lăng ra, liền giao cho ngươi xử trí, coi như trước thu cái lợi tức, đợi đến ngày sau, bổn tông cùng ngươi đến trường lân hầu phủ, cho ngươi đòi lại công đạo. Nghe được Vương Phong lời nói, Phi Vũ kia một đôi mắt đẹp bỗng đỏ, toàn bộ thân thể mềm mại cũng khẽ run, tử nhìn trong chọc Lâm Vân Nhất đám người diệt tộc thù như huyết hải như vậy thâm trầm thù này nếu không báo nàng uổng là lăng ra đại tiểu thư mà lâm vân nhất đám người nghe được vương phong lời nói sắc mặt nhất thời trở nên giống như tờ giấy tái nhợt cả người càng là nhân sợ hãi mà run không ngừng đến bọn họ điên cuồng vận chuyển thể nội lực lượng muốn tránh thoát này cổ kinh khủng áp lực tuy nhiên cũng vô sự vô bổ này cổ áp lực gắt gao trấn áp bọn họ xử cho bọn họ thân thể thật giống như không bị khống chế lâm vân nhất người diệt ta lăng ra có thể từng nghĩ qua hôm nay người cao cao tại thượng cho là có đến trường lân hầu phủ thân phận của tiểu hầu ra là được cái tay già thiên có thể từng nghĩ qua hôm nay người đuổi giết mấy vạn dặm như mèo vờn chuột như vậy đùa bỡn cho ta càng là ngôn ngữ khinh bạc có thể từng nghĩ qua sẽ có hôm nay Lăng Phi Vũ giận dữ hết, đem vốn là như như hoàng oanh huyền chuyển thanh âm, vào giờ khắc này đều có chút khàn khàn đứng lên, toàn bộ trên thân thể mềm mại, càng là tràn ngập kinh người sát ý. Muốn không phải Lâm Vân Nhất cố ý đùa bỡn, lấy hành hạ nàng làm thú vui, nàng há có thể chống đỡ đến hôm nay, đã sớm bị Lâm Vân Nhất cho bát. Bây giờ xong phương nhân vật trao đổi, có thể nói là thiên đạo luân hồi, một thù trả một thù. Thử! Lăng Phi Vũ từ dưới đất nhặt lên một nhánh cây, hung hăng cắm vào Lâm Vân nhất tim, lần nữa rút ra, rồi sau đó lần nữa cắm vào, máu tươi bạo dũng, xâm nhiễm rồi Lâm Vân nhất áo khoác. Lúc này Lăng Phi Vũ trang nghiêm không có một danh nữ tử nên có tao nhã lịch sự, ngược lại như như người điên, điên cuồng huy động trong tay nhánh cây. Phảng phất là mong muốn trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận khơi thông đi ra một màn này nhìn đến sau lưng vương phong lý khánh giật nảy mình hắn không nghĩ tới vị này mỹ lệ như tiên nữ như vậy sư muội lại sẽ có như vậy điên cuồng một màn cũng được để cho nàng khơi thông khơi thông nhìn một màn này vương phong thở dài thu hồi vốn định ngăn lại lời nói dần dần lâm vân nhất đôi mắt lại không tiêu cự trực đỉnh đỉnh té xuống đất Thấy vậy, lăng phi vũ rút ra nhánh cây, ở lâm vân nhất mấy vị thủ hạ kinh hoàng dưới ánh mắt, đưa bọn họ từng cái giết chết. Quyển này tới đủ để ở diệu nhật đế quốc một ít trong thành trì nhỏ uy chấn cường giả, vào giờ khác này, thật giống như con kiến hôi, bị tùy tiện đánh chết. Đem lâm vân nhất đám người đánh chết sau, lăng phi vũ bình phục một xuống tâm tình, rồi sau đó đi tới vương phong cùng trước mặt diệp cô thành, quỳ một chân xuống, cung kính nói. Đa Tạ tông chủ cùng Diệp trưởng lão giúp Phi Vũ báo này huyết cục cuộc đời này không hối hận vào Thần Tiên Tông, sinh là Thần Tiên Tông người, chết là Thần Tiên Tông chi hồn. Lăng Phi Vũ vốn muốn có thể thoát được tánh mạng, đã là may mắn, không dám vọng tưởng có thể báo này huyết cửu, nhưng không nghĩ tới chỉ là vừa mới vừa gia nhập Thần Tiên Tông. Tông chủ liền trực tiếp giúp nàng giết đầu sỏ nàng tin tưởng chỉ cần nàng một mực đợi ở thần tiên tông khắc khổ tu đi cuối cùng sẽ có một ngày nàng nhất định có thể huyết tẩy trường lân hầu phủ vì lăng gia báo thù cứ việc lâm vân nhất cái này tiểu hầu ra là đầu sỏ nhưng nếu không có trường lân hầu phủ tỏ ý lâm vân nhất há lại dám tùy tiện tiêu diệt rất có thanh danh lăng gia cha mẹ các vị thúc thúc bá bá phi vũ được thiên may mắn gặp tông chủ vương phong được gia nhập thần tiên tông nhìn các ngươi chân linh bất diệt có thể phù hộ phi vũ tu luyện có thành báo này huyết cừu nhìn quỳ ở trước mặt mình phi vũ vương phong khẽ thở dài đưa tay ra đem phi vũ đỡ dậy cô gái này vốn không nên ở dạng này tuổi tác chịu đựng như vậy thâm trọng thù hắn vừa gặp phải há có thể ngồi yên không lý đến Keng, chúc mừng đệ tử trong tông lăng phi vũ đánh chết huyền tướng cảnh cường giả, đạt được 300 điểm tông môn giá trị. Keng, chúc mừng đệ tử trong tông lăng phi vũ đánh chết huyền tướng cảnh cường giả, đạt được 300 điểm tông môn giá trị. Keng, ở lăng phi vũ đánh chết lâm vân nhất đám người sau đó, vương phong trong đầu, liền không ngừng vang lên hệ thống vắng lặng chi âm, bất quá giờ phút này vương phong tạm thời không để ý đến mà là nhìn về phía lăng phi vũ vẻ mặt thành thật nói bổn tông có thể cho một mình ngươi tốt cơ sở tu hành có thể trở thành hay không cường giả chân chính đúng là vẫn còn phải dựa vào chính ngươi nhưng ngươi nhớ đã gia nhập ta thần tiên tông như vậy người sau lưng là ta thần tiên tông ngươi dựa vào là ta thần tiên tông ta thần tiên tông không sợ bất luận kẻ nào vừa có huyết cừu cho dù là thiên đại người cũng phải giết ngay lập tức sau nhanh Nghe được vương phong lời nói phi vũ không nói gì nhưng nhưng trong lòng lóe lên quá một vệt dòng nước ấm ở lăng ra bị diệt tiệt sau đó cái này bất quá vừa mới gia nhập còn chưa tới một canh giờ thần tiên tông cái này bất quá mới vừa quen còn chưa tới một canh giờ tông chủ lại để cho nàng sinh ra thật sâu thuộc về cùng với lệ thuộc vào người nhưng là tu kiếm đạo lại vào lúc này, như băng sơn như vậy cao ngạo Diệp Cô Thành khẽ mở răng trắng, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn về phía Phi Vũ. "Đúng Diệp trưởng lão." Lăng Phi Vũ không dám thờ ơ, liền vội vàng nói, so sánh với Vương Phong ôn hòa người thời nay, cao ngạo Diệp Cô Thành để cho nàng có chút sợ hãi, dĩ nhiên, nàng càng nhiều là kính trọng mà không phải sợ. Nếu không phải Diệp trưởng lão trợ giúp, nàng cũng không cách nào tùy tiện đánh chết Lâm Vân nhất đám người có thể nguyện bái ta vi sư. Làm Diệp Cô Thành đạo thanh âm này vang lên lúc không chỉ lăng phi vũ kinh ngạc coi như là vương phong, giờ phút này cũng âm thầm chắc lưỡi hít hà. Và URL bằng Window, Location, Herep, Window, Puppy giới Tác bằng Window, Puppy giới Tác, Window, Puppy giới Tác, Push, Zonet, 7254X, BGSSP7254U. URL ở cho gọi ra Diệp Cô Thành sau, mặc dù Vương Phong kinh hỉ, nhưng lại không hy vọng nào Diệp Cô Thành có thể giúp hắn thần tiên tông bồi dưỡng đệ tử, dù sao, Diệp Cô Thành cao ngạo. Đây chính là xưng tên. Nhưng bây giờ, cái này cao ngạo Diệp Cô Thành, lại chủ động thu đồ đệ. Thấy như cũ sững sốt phi vũ, Vương Phong nhất thời cái kia gấp A, liền vội vàng quát lên. Còn do dự cái gì, có thể để cho Diệp Cô Thành người như vậy chủ động thu đồ đệ, vậy đơn giản so với đá nở hoa còn khó hơn, này nha đầu, lại vẫn chỉ ngây ngốc đứng. Bái kiến sư tôn, nghe được Vương Phong tiếng quát, Lăng Phi Vũ cũng phản ứng kịp, liền vội vàng quỳ xuống dập đầu, trực tiếp được rồi lễ bái sư, rất sợ Diệp Cô Thành cự tuyệt. Diệp Cô Thành gật đầu một cái, nhẹ nhàng vung lên, một cổ nhu lực phất qua, đem Lăng Phi Vũ đỡ dậy một màn như thế, để ở vương phong phía sau Lý Khánh không ngừng hâm mộ, Diệp Cô Thành cường đại, hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Dù là hắn cũng không biết Lâm Vân nhất đám người kia huyền tướng cảnh ở tu luyện giới trung đại biểu cái gì, nhưng dễ dàng như thế liền trấn áp bảy vị tu luyện giả. Ở Lý Khánh cái này phàm nhân trong mắt đó đã là phi thường nghiêu bức tồn tại cái này so với hắn trễ hơn nhập môn nữ tử bái nhập này nhóm cường giả bên dưới hắn há lại sẽ không hâm mộ đi theo ta cho ngươi chữa thương rồi sau đó diệp cô thành nhìn một cái thê thảm lăng phi vũ lên tiếng nói cũng không đợi lăng phi vũ trả lời xoay người liền hướng đến nhà lá đi tới thấy vậy lăng phi vũ nhìn một cái vương phong lấy được vương phong tỏ ý sau mới vừa lôi kéo đau đớn thân thể theo diệp cô thành đi Nhìn hai người bóng lưng ly khai, Vương Phong hài lòng gật đầu một cái, lấy được Diệp Cô Thành vị này kiếm thần hướng dẫn, hắn rất chờ mong Lăng Phi Vũ có thể lớn lên đến mức nào. "Tông chủ, ta đây cũng đi." Một đạo ngu ngơ thanh âm ý định Vương Phong suy nghĩ, hắn phủi liếc mắt Lý Khánh, khoát tay áo nói: "Người vóc người này, nên giảm một chút rồi, đi đi, đem nhà lá chung quanh thu thập một chút, quét sạch sẽ một ít, đây chính là ta Thần Tiên Tông chỗ ở, phải Nghe vậy, khóe miệng của Lý Khánh vừa kéo, bất đắc dĩ nói, hắn đột nhiên cảm thấy ở lăng phi vũ người sư muội này sau khi đến, chính mình liền không được coi trọng rồi, trước đây tông chủ vì mời chào hắn. Đây chính là nói thiên hoa loạn trụy A, à, đem hắn nhìn đến với bảo như thế, bây giờ thế nào, trực tiếp đuổi hắn đi quét sân. Hệ thống, tông môn giá trị có ích lợi gì? ở lý khánh sau khi rời đi vương phong đôi mắt lóe lên hỏi dò mới vừa rồi hắn liền muốn hỏi nhưng dưới tình huống đó căn bản không thích hợp hỏi bây giờ rốt cuộc có thể tốt hiểu rõ lắm một phen hắn có loại trực giác này tông môn giá trị đúng là hắn phát triển thần tiên tông mấu chốt keng tông môn giá trị có thể nhường cho ký chủ hối đoái cơ hội bốc thăm một ngàn tông môn giá trị có thể nhường cho ký chủ hối đoái một lần cơ hội bốc thăm ngoài ra tông môn giá trị còn có thể thăng cấp hệ thống, 10.000 tông môn giá trị, có thể đem hệ thống tăng lên tới nhị cấp, hệ thống tăng lên tới nhị cấp, tông môn cấp bậc cũng sẽ tự động tăng lên tới nhị cấp. Nghe được trong đầu vang lên vắng lặng chi âm, Vương Phong gật đầu một cái, tiếp tục nói. Tăng lên hệ thống cấp bậc với tông môn cấp bậc có ích lợi gì? Keng, hệ thống cấp bậc tăng lên, có thể nhường cho ký chủ cho gọi ra mạnh hơn cường giả cùng với thần binh bảo vật các loại, ngoài ra, tông môn cấp bậc tăng lên, đem giải tỏa càng nhiều tông môn chứa đệ tử số người, ký chủ có thể tra dò thần tiên tông bảng skill, điều tra thần tiên tông bảng skill. Nghe được hệ thống lời nói, vương phong không có chút gì do dự, nói thẳng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, còn có thần tiên tông bảng skill. Keng, thần tiên tông bảng skill như sau. Tông môn, thần tiên tông tông môn cấp bậc, nhất cấp tông chủ, duy nhất. Vương Phong, nhập tướng cảnh trưởng lão, hạn mức tối đa 5 cái. Diệp Cô Thành, Vương hầu cảnh đỉnh phong, đệ tử, hạn mức tối đa 10. Lý Khánh, Phạm Nhân, Lăng Phi Vũ Thông Linh cảnh đỉnh phong, tông môn chỗ ở tiểu thế giới. Hệ thống, nếu là tông môn cấp bậc không tăng lên, có thể đột phá hạn mức tối đa à? Thấy thần tiên tông bảng skill, Vương Phong nhất thời nhướng mày một cái, hỏi dò không thể, xin ký chủ cố gắng lấy được tông môn giá trị tăng lên hệ thống cấp bậc cùng với tông môn cấp bậc. Trong đầu vang lên vắng lặng tri âm, để cho Vương Phong trên mặt lóe lên quá vẻ bất đắc dĩ vẻ, có như vậy hạn chế, hắn phải không ngừng lấy được tông môn giá trị a, à, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? tông môn của ta trăm triệu điểm cường nhung bút giang sơn huyền linh quy tiên chi thể nghe chọn bộ tại mê truyện audio com vương phong đôi mắt lóe lên âm thầm hỏi dò tông môn giá trị lấy được có cái nào phương thức bất kể là vì cho gọi ra mạnh hơn cường giả vẫn là vì mở rộng thần tiên tông hắn đều phải không ngừng lấy được tông môn giá trị vương phong tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể đem thần tiên tông chế tạo thành này tu luyện giới chung duy nhất tịnh thổ, để cho thế gian này vạn tông, cũng vì đó quỳ lại. Keng, tông môn giá trị lấy được phương thức một Hoàn thành hệ thống phát hành nhiệm vụ, có thể ngẫu nhiên lấy được đến tông môn giá trị, nhiệm vụ hệ thống độ khó càng lớn, lấy được đến tông môn giá trị càng nhiều. Tông môn giá trị lấy được phương thức 2 đánh chết địch tới đánh, đánh chết địch nhân càng mạnh, đạt được tông môn giá trị càng nhiều, tông môn giá trị lấy được phương thức tam. Thu nhận đỉnh phong thiên kiêu hoặc là có năng lực đặc thù cường giả tuyệt thế, gia nhập thần tiên tông cũng có thể thu được tông môn giá trị, thu nhận cường giả hoặc thiên kiêu năng lực càng mạnh, đạt được tông môn giá trị càng nhiều. Trong đầu vang lên vắng lặng tri âm, để cho Vương Phong nhất thời sáng tỏ rồi, hắn ngược lại là không nghĩ tới tông môn giá trị lấy được phương thức còn rất nhiều. Không đúng, hệ thống, Lăng Phi Vũ ở 18, 19 tuổi tác tu luyện tới thông linh cảnh đỉnh phong, thế nào cũng coi là một cái đỉnh phong thiên kiêu chứ? Trong giây lát, Vương Phong thật giống như nghĩ tới điều gì, nhất thời lên tiếng nói. Mặc dù Vương Phong hạ xuống cái thế giới này không mấy ngày, đối với tu luyện càng là không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn vẫn rõ ràng, ở 18-19 tuổi tác tu luyện tới thông linh cảnh đỉnh phong, có khó khăn bao nhiêu. Ở nơi này tu luyện giới chung, người bình thường một loại đều là 10 tuổi trúc cơ, rồi sau đó bắt đầu tu luyện, cho dù Lăng Phi Vũ chính là Lăng gia đại tiểu thư, nhưng nhiều nhất tu luyện 14-15 năm cũng đã là cao nữa là, 10 thời gian 4-5 năm đi đến thông linh cảnh đỉnh phong, này đã coi như là thiên tài trung thiên tài. Keng, mặc dù lăng phi vũ tư chất không tệ, nhưng lại không có thể chất đặc thù cũng không có lĩnh ngộ ý cảnh, không thể đạt đến đỉnh điểm thiên kiêu hàng ngũ. Trong đầu vang lên vắng lặng chi âm, để cho vương phong cả người dung một cái, liền lăng phi vũ như vậy vẫn còn không tính là đỉnh phong thiên kiêu. Mà đản, đỉnh phong thiên kiêu ngưỡng cửa cũng cao như vậy rồi à, hệ thống, vậy ngươi xem nhìn, bản ký chủ có tính hay không đỉnh phong thiên kiêu? Vương Phong cố ý ở ký chủ hai chữ bên trên nhấn mạnh, hắn giàu gì cũng là nhập tướng cảnh, tuổi tác cũng bất quá 20 khoảng đó, ở cái tuổi này, thế nào cũng có thể coi như là tuyệt đỉnh thiên tài đi. Dù là hắn tu vi này là bị quán đỉnh như vậy tăng lên đi lên. Miễn cưỡng coi như là phải thì phải, không phải chính là, miễn cưỡng là mấy cái ý tứ, Vương Phong hơi biến sắc mặt trầm giọng nói. Ký chủ bản thân tư chất bình thường, nhưng bởi vì là hệ thống chi chủ, toàn bộ gọi là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nghe vậy, Vương Phong nhất thời đầu đầy hắc tiến, ma đản, đây là đang khen hắn à? Suy nghĩ một chút, Vương Phong âm thầm hỏi kia Lý Khánh tư chất như thế nào đây? giờ phút này lý khánh mặc dù chỉ là phàm nhân thân nhưng dù sao cũng là thần tiên tông người đệ tử thứ nhất liên quan đến hắn thần tiên tông mặt mũi hắn cần phải thật tốt hiểu một phen để vì lý khánh chế định trở nên mạnh mẽ kế hoạch nếu không sau này thần tiên tông đại sư huynh đi ra ngoài còn không nhân gia tông môn đệ tử mạnh vậy hắn thần tiên tông thế nào để cho thế gian đại tông ngửa mặt trông lên Ken, dò xét Lý Khánh tư chất, cần phải hao phí 100 điểm tông môn giá trị, xin hỏi ký chủ có hay không dò xét. Mà đản thật đen, dò xét một cái phàm nhân, đều phải 100 điểm tông môn giá trị. Điều tra, cứ việc nhức nhối, nhưng Vương Phong hay lại là không chút do dự nói. Keng, đệ tử Lý Khánh, đứng hàng tuyệt đỉnh yêu nghiệt hàng ngũ, chửi thề một tiếng. Có lầm hay không? liền kia tử mập mạp, đi cái đường cũng có thể thở mạnh chủ, có thể đứng hàng tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Nghe được trong đầu vang lên vắng lặng chi âm, Vương Phong nhất thời mặt đầy không dám tin, cực độ khiếp sợ khiến cho hắn đều nổ một tiếng thô tục. Bản hệ thống sẽ không ra sai, đệ tử Lý Khánh người mang huyền linh quy tiên chi thể, chỉ bất quá còn chưa từng kích hoạt thôi nghe vậy vương phong nhất thời ngẩn người hắn mặt dày may dạn thu người đệ tử thứ nhất vốn định đủ số lại ngoài ý muốn nhặt được cái bảo huyền linh quy tiên chi thể là cái gì huyền linh quy tiên chi thể là thế gian đỉnh cấp thể chất đặc thù nắm giữ tuyệt đối phòng ngự cùng với tuyệt đối tuổi thọ này hai loại năng lực đại thành huyền linh quy tiên chi thể chỉ cần không bị người giết chết thiên địa lão nhi hắn không già vạn vật khô mà hắn vĩnh tồn tuổi thọ vô cùng tận lại lực phòng ngự cực kỳ cường đại dù là thiên địa bể tan tành cũng có thể tiêu dao tự tại hí trong đầu vang lên hệ thống tiếng để cho vương phong không nhịn được hít vào một hơi đồng từ cũng chừng lớn hơn rất nhiều hắn không nghĩ tới lý khánh kia tử mập mạp lại ủng có đáng sợ như vậy thể chất chỉ cần đem huyền linh quy tiên chi thể tu luyện tới đại thành kia cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại duy nhất khuyết điểm chính là có thể bị người giết chết nhưng huyền linh quy tiên chi thể có kinh khủng lực phòng ngự đủ để bảo đảm tự thân an toàn có lẽ lực công kích không có như vậy cường đại vậy do mượn vô cùng tận tuổi thọ dựa vào tu vi cũng có thể đem đối phương đè chết hệ thống kích hoạt lý khánh huyền linh quy tiên chi thể phương pháp là cái gì nghĩ đến chỗ này vương phong cố nén kích động trong lòng hỏi dò hắn đã quyết định vô luận như thế nào đều phải đem lý khánh bồi dưỡng giờ phút này vương phong nhìn về phía xa xa đang cố gắng quét sân lý khánh đều tràn đầy một vệt lửa nóng và URL bằng window location herb window puppy giới tác bằng window Puppy Giờ Tác, Windows, Puppy Tác, Push, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL, bị đánh, nghe được trong đầu vang lên đơn giản chi âm, vương phong cũng bối rối. Huyền Linh Quy Tiên chi thể kích hoạt, đó là bị đánh, lấy không gián đoạn bên ngoài đập, không ngừng kích thích trong cơ thể Huyền Linh Quy Tiên chi thể huyết mạch, đem kích hoạt. Từ đó để cho Huyền Linh Quy Tiên chi thể hoàn toàn tỉnh lại. Lấy được hệ thống giải thích, Vương Phong nhất thời cười, nếu khiến hắn đi tìm cái gì tuyệt thế chí bảo tới kích hoạt Lý Khánh Huyền Linh Quy Tiên chi thể, tạm thời hắn khả năng không làm được. Nhưng bị đánh, vậy còn không đơn giản. Vương Phong quá mức thậm chí đã nghĩ xong một hệ liệt kích hoạt Lý Khánh thể chất kế hoạch, tỉ như để cho Lăng Phi Vũ cùng Lý Khánh đối luyện lại tỉ như làm hắn chui luyện tự thân lực lượng bao cát chỉ cần không đem lý khánh đánh chết lấy huyền linh quy tiên chi thể kinh khủng sợ là cũng có thể không việc gì chứ ở nhà lá trước mặt quét sân lý khánh siết chặt y phục chẳng biết tại sao giờ phút này hắn lại cảm nhận được một cổ không khỏi dùng mình hắn run run người tăng nhanh động tác trên tay tới giảm bớt trên người mình dùng mình không tệ không tệ vương phong liếc mắt một cái xa xa lý khánh hài lòng gật đầu một cái hắn vốn là còn lo lắng lý khánh người đại sư này huynh không gánh nổi thần tiên tông đại sư huynh thân phận bây giờ nhìn lại hắn lo lắng ngược lại là dư thừa lấy lý khánh kinh khủng này thể chất hơn nữa hắn bồi dưỡng vương phong thậm chí cũng có thể tưởng tượng đến tương lai lý khánh đem ở nơi này tiên lan đại lục chung vén lên bực nào chi sóng gió ông ngay tại vương phong hài lòng than thở lúc chung quanh hư không nhất thời khẽ run để cho vương phong nhướng mày một cái chợt hướng nhà lá nhìn chớp mắt đôi mắt sáng lên mặc dù hắn đối với tu luyện biết được không nhiều nhưng giờ phút này giàu gì cũng là nhập tướng cảnh cao thủ thấy thế nào không ra giờ phút này dị trạng là bởi vì cái gì hắn ngược lại là không nghĩ tới diệp cô thành giúp lăng phi vũ chữa thương lại còn để cho lăng phi vũ đột phá chỉ thấy giờ phút này lấy toàn bộ nhà lá làm trung tâm đất trời bốn phía bên trong rời rạc huyền khí điên cuồng hướng nhà lá bên trong hội tụ ở đó nhà lá bầu trời cũng tạo thành một cái giống như vòng xoáy thật lớn huyền khí toàn để cho một bên quét sân lý khánh cả kinh liền vội vàng chạy đến bên cạnh vương phong sợ hãi nói tông chủ xảy ra chuyện gì không cần phải lo lắng, người phi vũ sư muội đột phá, đang đứng ở lên cấp trạng thái, vương phong khoát tay một cái, khẽ cười nói. Nghe vậy, Lý Khánh không sợ hãi, nhưng hắn trong đôi mắt lại lóe lên quá một vệt vẻ hâm mộ, sư muội vừa vào thần tiên tông, không chỉ có đã lại cường giả tuyệt đỉnh diệp trưởng lão vi sư tôn. Còn đột phá tu vi, ngược lại thì hắn, vẫn là cái phàm nhân nghĩ đến chỗ này, Lý Khánh thần sắc ảm đạm rất nhiều, hắn cảm giác ở tiếp tục như vậy, chính hắn một đại sư huynh thân phận sợ là muốn khó giữ được. Không cần như đưa đám, ngày mai bản tông dạy ngươi tu luyện, đợi một thời gian, vượt qua ngươi phi vũ sư muội cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi có thể chịu được. Vương Phong tha có thâm ý nhìn một cái Lý Khánh, dù gì nói. Đa Tạ tông chủ, yên tâm, Lý Khánh vác được nghe được vương phong lời nói lý khánh đôi mắt lóe lên quá vẻ vui mừng liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói thấy lý khánh như thế trạng thái vương phong cười một tiếng cũng không có nói nhiều hắn đột nhiên có chút mong đợi lý khánh sau đó biểu hiện ở vương phong cùng lý khánh đối thoại lúc toàn bộ nhà lá bầu trời đã tạo thành một cổ đáng sợ huyền khí gió bão chấn động chung quanh hư không đây là sắp đột phá đến huyền tướng cảnh triệu chứng đối với tu luyện không hiểu nhiều lắm vương phong, cũng không biết, đang đột phá lúc, đưa tới thiên địa chấn đẳng, cực dễ dàng để cho cường già cảm giác được. Ở Vương Phong cùng Lý Khánh hai người chờ đợi Lăng Phi Vũ đột phá thành công lúc, ở sơn cốc này 500 dặm ra ngoài, bỗng lóe lên quá một vệt lưu quang. Kia đạo lưu quang đáp xuống một cái dốc núi nhỏ bên trên, lộ ra thân hình diện mạo, là là một vị thân mặc áo bào đỏ, vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên trên mặt càng là có một đạo thần bí đường vân đem chèn ép đáng sợ cực kỳ. Xì, xì không nghĩ tới bản ma vừa mới tỉnh lại liền có thể có được một cái huyền tướng cảnh khẩu phần lương thực hồi lâu chưa từng cảm thụ qua khẩu phần lương thực tươi đẹp rồi, thật là mong đợi a. À. một đạo thâm trầm nụ cười, từ này người trung niên trong miệng truyền ra ngủ ly bì mấy trăm năm, một buổi sáng tỉnh lại liền có khẩu phần lương thực đưa tới cửa, hắn vận khí còn tưởng là thật không tệ lại đợi người này đột phá xong, đến lúc đó mới đủ đủ tươi đẹp, chính là huyền tướng cảnh, có thể trở thành bản ma khẩu phần lương thực, cũng là vinh dự của ngươi rồi. Người trung niên một đôi đỏ thắm đôi mắt ngước nhìn sơn cốc chỗ phương hướng, cười nhạt nói. ầm dứt tiếng nói, huyết bào người trung niên dậm chân một cái, hóa thành một vệt sáng, hướng sơn cốc phương hướng chạy nhanh mà đi, mà dưới chân hắn dốc núi nhỏ, tại hắn một dưới chân trực tiếp ầm ầm nổ tung hóa thành cuồn cuộn đá vụn rơi xuống huyết bào người trung niên giờ phút này có chút ham hở hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một phen kia tươi đẹp khẩu phần lương thực rồi hắn đường đường đại ma tất nhiên không cố kỵ gì nếu kia huyền tướng cảnh dám chống cự hắn định để cho nếm thử một chút hắn đại ma thủ đoạn ở huyết bào người trung niên trong mắt, cái kia sắp đột phá huyền tướng cảnh, đã là miệng hắn trung mỹ thực, bất luận kẻ nào, đều không cách nào từ trong tay cướp đi, ai dám cướp. Liền chỉ có một con đường chết, hắn thậm chí còn mong đợi có thể có người tới ngăn trở, như vậy là hắn có thể nhiều mấy cái khẩu phần lương thực rồi. Tông môn có đệ tử tấu hạ ý không hạn quấy, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nét ra ngoài.